Chào các em, sáng nay chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới với bài học với Duolingo. Chúng ta bấm Na Chat và chúng ta sẽ có 20 điểm kinh nghiệm. Bài học 6 trong số 6 bài. Uruk Shest is a Shesti Na Chat. Và chúng ta sẽ có 20 điểm kinh nghiệm. Dvadsat opta. Освежите в памяти этот уровень. Hãy làm mới ở trong trí nhớ của mình cái cấp độ này. И получите награду. Và nhận phần thưởng. Ở đây chúng ta принять вызов, chấp nhận thử thách. Работаем, сделаем работу над ошибками. Chúng ta làm việc với các lỗi mà chúng ta đã mắc trong năm bài qua. Who did they fly planes with? Who did they fly planes with? Did. Họ đã điều khiển những chiếc máy bay này với ai? Planes. 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 Những chiếc máy bay là planes. Who did they fly planes with? С кем они управляли самолетами? С кем они управляли самолетами? À, động từ ở trong tiếng Nga управлять đó là điều khiển các phương tiện kỹ thuật nào đó. Управлять cái gì thì nó sẽ ở cách năm. Cách năm của chúng ta ở đây số nhiều sẽ gọi là ами самолетами. С кем они управляли самолетами? С кем они управляли самолетами. Он был рожден в 1853 году. Đây là câu hỏi. Nếu câu hỏi thì chúng ta sẽ đặt was ở phía trước. Was he born in 18 là 18. Постоянно пишу 1853. Was he born in 1853? Попробуйте самые сложные задания уровня. Hãy thử làm những bài tập khó nhất của cấp độ này. Когда они были рождены? Когда? When они были рождены? À, đây là câu hỏi. When were they born? Born. When was they born? Là khi nào thì họ được sinh ra? Họ được sinh ra khi nào? When was they born? С кем они ездили? Động từ ездить của chúng ta là travel. С кем они ездили. Với cái nghĩa là с кем thì chúng ta sẽ có with. Who did they go with? With. With là cùng với ai? Who did they go with? С кем они ездили? Ездили là đi lại. Họ đi cùng với những ai? Где они были в 1903 году? Đây là câu hỏi, cho nên là chúng ta lại phải để они là they, cho nên sẽ were để phía trước. Where were they? In. À, 19. 19 là 19. 19. 19. 0. 3. 0 is a non. Tức là số 0. Where were they in 1903? Những từ còn lại không liên quan, chúng ta bấm проверить là check. Kiểm tra. Где они были в 1900? Và третьем году, bỏ qua số 0, không cần đọc, trong tiếng Nga không cần đọc số 0. Третьем году. Chúng ta xem tiếp. С кем они управляли самолетами? Câu này chúng ta có ngay trong đầu bài. Who did they fly? Và chúng ta có từ plane. Who did they fly plane? Planes. With. Who did they fly planes with?
Эти братья управляли Đây là câu kể, cho nên là chúng ta viết theo tuần tự. Эти ребята these brothers управляли, và đây là quá khứ, cho nên chúng ta dùng flew. Первыми самолетами, nếu mà первый thì chúng ta phải có the first planes và in 1903 1903 these brothers flew the first planes in 1903. Chúng ta ghi cái câu bằng tiếng Nga này ra giấy và chúng ta đọc nhiều lần. Эти братья, những người anh em này, управляли, đã điều khiển первыми самолетами, những chiếc máy bay đầu tiên, в 1903 году. In old paintings, you can see that he had one ear. One in old paintings. You can see that he had one In old paintings, you can see that he had one ear. Ở đây chúng ta thấy nội dung của nó là in old paintings, tức là ở trong những bức hình cũ, hình cổ. You can see, các bạn có thể nhìn thấy that, nhìn thấy rằng he had one ear. À, các bạn có thể nhìn thấy rằng anh ta chỉ có một cái tai. Ear. À, trước khi mà người ta cho chúng ta cái câu này nếu mà chúng ta nghe thì rất là kỳ lạ. Người ta cho chúng ta luyện tập với cái câu này mấy lần rồi, cho nên là đến đây chúng ta có thể mạnh dạn đặt vào He has one ear. Anh ta chỉ có một tai. На старых картинах, ở trong những bức tranh cổ, вы ты можешь видеть, cậu có thể nhìn thấy, что у него было одно ухо, rằng là anh ta chỉ có một cái tai. Он был в хорошей команде. Он был в хорошей команде в 2019. À, đây là câu kể, cho nên chúng ta viết tuần tự. He was. À, в хорошей команде. On a good team. On a good team. In 2019. He was on a good team in 2019. Anh ta ở trong một cái nhóm, một cái đội rất tốt vào năm 2019. He died when he was 37. He died when he was 37. Anh ta đã chết khi mà anh ta mới có 37 tuổi. He died when he was 37. He died when he was 37. Died. He died when he was 37. Он умер. Died là умер. Умер là chết. Anh ta chết когда ему было 37. Ông ta chết khi mà ông ta có 37 tuổi. He died when he was 37. Our first emperor was born in Moscow. Our first emperor was born in Moscow. Our first emperor. Emperor là nhà vua. Emperor. Our first emperor was born in Moscow. Nhà vua đầu tiên của chúng ta sinh ra ở Moscow. Наш первый император. Emperor đó là император. Tiếng Nga là император. Был рожден
рожден в Москве. Наш первый император. Did he win a lot of awards in 2019? Did he win a lot of awards in 2019? Did he win a lot of awards? Awards in 2019. Anh ta đã giành được nhiều giải thưởng ở trong năm 2019. Он выиграл много наград. Tiếng Nga win. Win ở đây là выиграл. Он выиграл много наград в 2019 vào năm 2019. Chúng ta đã làm hết bài này một cách nhanh chóng. Vậy thì mỗi một buổi sáng các em hãy vào trang và cùng học với thầy. Nếu các em ngại làm thì các em sẽ cùng ngồi học với thầy và cố gắng ghi những cái câu thấy hay hay của chúng ta ra giấy. Và trong ngày chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần thì chúng ta sẽ học được những câu như vậy. Mỗi một ngày học một vài câu, 10 ngày học được một vài chục câu. Thế và chúng ta thấy rằng là 100 ngày chúng ta đã có rất nhiều câu. Thế vậy thì đó là cái cách học mưa lâu thấm đất của chúng ta. Tất nhiên là học tiếng Anh, tiếng Nga qua cái phần mềm Duolingo nó sẽ không phải cho chúng ta một cách hoàn hảo về một cái ngôn ngữ nào đó, nhưng nó rèn luyện cho chúng ta cái cách nghe và cách nói hàng ngày, giúp cho các em nghe tốt hơn. Đặc biệt là phần nghe, các em sau độ khoảng nửa năm hoặc là một năm các em làm việc liên tục thì các em sẽ nghe rất tốt cả tiếng Anh và tiếng Nga. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong bài học vào sáng ngày mai. Спасибо, до свидания.